Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Tin Tức Mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Xôn xao khoảnh khắc Quang Lê và Hà Thanh Xuân tổ chức đám hỏi bí mật ở Mỹ, còn có hành động tình cảm. Mới đây, cư dân mạng xôn xao trước đoạn clip được ca sĩ Quang Lê đăng tải trên trang cá nhân. Trong video này còn có sự xuất hiện của tình tin đồn ca sĩ Hà Thanh Xuân. Giọng ca sinh năm 1988 mặc chiếc áo dài màu hồng nền nã. Trong khi đó, Quang Lê mặc bộ siêu chỉn chu, lịch sự màu đen. Khung hình chung này của cặp đôi khiến cư dân mạng xôn xao cho rằng Hà Thanh Xuân và Quang Lê đã bí mật tổ chức đám hỏi về chung một nhà tại Mỹ. Đặc biệt, ca sĩ Quang Lê còn liên tục dành lời khen cho cô và nhắc tới chuyện kết hôn, đẹp, hai đứa mình cái gì cũng đẹp hết, nhìn như đám cưới vậy trời. Ca sĩ sinh năm 1988 sau đó còn cẩn thận chỉnh lại cà vạt cho Quang Lê. Tuy nhiên thực tế, đây là khoảnh khắc cả hai chỉ chuẩn bị cùng tham dự buổi khai trương một nhà hàng. Nam ca sĩ diện bộ siêu lịch lãm, trong khi đó Hà Thanh Xuân xuất hiện với chiếc áo dài màu hồng dịu dàng nữ. Tính vừa qua, thông tin Hà Thanh Xuân và Quang Lê chuẩn bị kết hôn được đăng tải trên hàng loạt trang mạng xã hội nhận lượt tương tác, sự chú ý rất lớn. Tuy nhiên, quản lý của hai nghệ sĩ cho biết đây là thông tin không chính xác. Trước đó, nam ca sĩ từng phủ nhận mối quan hệ tình cảm khi bị soi hành động ngọt ngào với cô. Trong các clip vlog, chúng tôi có nhiều hành động, lời nói thân mật, tình cảm nhưng chỉ là quay vlog thôi. Ở ngoài không có gì hết, anh tiết lộ. Quang Lê cho biết cả hai chỉ là anh em đồng nghiệp đứng chung sân khấu, đi hát cùng nhau nên có mối quan hệ thân thiết. Những hành động, lời nói tình cảm đều chỉ xuất hiện khi có camera, còn ngoài đời không có gì hết. Nam ca sĩ từng cho hay, Hà Thanh Xuân dù gì cũng là một người đẹp, còn tôi là đàn ông nên đứng bên Hà Thanh Xuân nói không có cảm xúc là không đúng. Hát chung với một ca sĩ xinh đẹp như Hà Thanh Xuân mà không có tình cảm thì hát sao được. Tôi quan tâm đến Hà Thanh Xuân vì cô ấy dễ thương. Nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở đó sau nhiều ngày vướng tin hẹn hò Quang Lê. Chiều mùng 9 tháng 4, Hà Thanh Xuân chính thức lên tiếng. Nữ ca sĩ cho biết những ngày qua cô nhận được rất nhiều câu hỏi về mối quan hệ với Quang Lê. Tuy nhiên, Hà Thanh Xuân khẳng định cô và đàn anh chỉ là đồng nghiệp thân thiết. Hà Thanh Xuân được Quang Lê hỗ trợ nhiệt tình trong công việc như bất cứ đồng nghiệp nào khác. Chúng tôi chỉ là anh em đồng nghiệp, hỗ trợ nhau công việc với mong muốn phục vụ khán giả khắp nơi. Mọi chuyện chỉ đến đó. Hiện tại, Xuân xin được giữ kín mọi chuyện riêng tư trong cuộc sống. Âm nhạc vẫn là ưu tiên hàng đầu, Hà Thanh Xuân nhấn mạnh. Về việc cùng xuất hiện tại Hàn Quốc, Hà Thanh Xuân cho biết cô và ekip của Quang Lê hiện có lịch lưu diễn ở đất nước này. Những ngày qua, Hà Thanh Xuân và Quang Lê liên tục vướng tin hẹn hò. Gần đây, hai người được phát hiện cùng tới Hàn Quốc. Thậm chí, mạng xã hội còn lan truyền video được cho là Hà Thanh Xuân và Quang Lê bí mật tổ chức đám hỏi tại Mỹ. Trong video, hai người có cử chỉ thân mật và Quang Lê nói, hai đứa mình cái gì cũng đẹp hết, nhìn như đám cưới vậy trời. Ở một video khác, Quang Lê ôm rồi hôn má Hà Thanh Xuân mới đây. Cộng đồng mạng ngỡ ngàng khi ca sĩ Hà Thanh Xuân tung bộ ảnh cưới và thông báo sắp lên xe hoa với ông xã Thành Đạt hơn 13 tuổi. Được biết, nữ ca sĩ là một trong những giọng ca hải ngoại nổi tiếng. Đáng chú ý, danh tính ông xã của nữ ca sĩ khiến nhiều người bất ngờ khi đó là Thắng Ngô, một trong những doanh nhân giàu có và được mệnh danh là vua cá coi Việt Nam. Vị doanh nhân này cũng từng trải qua một đời vợ. Hà Thanh Xuân là vợ thứ hai của anh. Cặp đôi chính thức quen biết nhau nhờ một vị đạo diễn làm mai. Theo lời kể của ông xã nữ ca sĩ, thời gian đầu, anh từng không muốn tìm hiểu vợ sắp cưới vì là người trong showbiz. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian dài tiếp xúc, cả hai nảy sinh tình cảm nhưng chỉ có thể gửi gắm nỗi lòng thông qua tin nhắn khi một người. Thắng Ngô, một trong những doanh nhân giàu có và được mệnh danh là vua cá coi Việt Nam. Vị doanh nhân này cũng từng trải qua một đời vợ. Hà Thanh Xuân là vợ thứ hai của anh. Cặp đôi chính thức quen biết nhau nhờ một vị đạo diễn làm mai. Theo lời kể của ông xã nữ ca sĩ, thời gian đầu, anh từng không muốn tìm hiểu vợ sắp cưới vì là người trong showbiz. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian dài tiếp xúc, cả hai nảy sinh tình cảm nhưng chỉ có thể gửi gắm nỗi lòng thông qua tin nhắn khi một người. Ở Việt Nam, và dịch bệnh khiến cặp đôi không thể gặp nhau thường xuyên. Cho đến đầu tháng 3 vừa qua, sau khoảng thời gian xa cách, giọng ca Qua Cơn Mê và vua cá coi Việt Nam chính thức gặp lại nhau.
Tình cảm của cả hai càng trở nên khăng khít. Vì vậy, đầu tháng 4, nam doanh nhân đã chính thức cầu hôn bạn gái. Nói về bà xã tương lai của mình, Thắng Ngô từng chia sẻ luôn cảm thấy hạnh phúc mỗi khi ở bên bà xã. Vị doanh nhân này nói, tôi là người rất ít khi cười, khó có ai làm cho tôi cười được, nhưng khi nói chuyện với Xuân, thời gian tôi cười bằng cả cuộc đời cộng lại về phía Hà Thanh Xuân. Cô cũng cho biết ông xã hơn 13 là người chín chắn, sống tình cảm. Bản thân nữ ca sĩ cũng khẳng định không để tâm đến quá khứ của ông xã và có mối quan hệ rất thân thiết với con riêng của chồng. Ca sĩ Hà Thanh Xuân tên thật là Trần Thị Thanh Xuân, sinh năm 1988 tại Sài Gòn. Khi mới 17 tuổi, cô tham gia tiếng hát truyền hình năm 2005, dù chỉ đứng thứ 4 trong cuộc thi này, nhưng Hà Thanh Xuân cũng đã để lại được ấn tượng với khán giả về một cô bé nhỏ tuổi có giọng hát mượt mà và già dặn. Một năm sau đó, cô đổi nghệ danh thành Hà Thanh Xuân để phát hành album Von 2, đồng thời chuyển hướng sang hát nhạc vàng. Sự thay đổi lớn đó đã giúp cô có được thành công bước đầu, định hình được phong cách, bắt đầu theo đuổi dòng nhạc vàng từ đó cho đến nay và được công chúng yêu thích. Album Von 2 mang tên Không Giờ Rồi có những ca khúc nhạc vàng rất quen, thuộc đã được cấp phép lưu hành trong nước vào thời điểm đó. 2009 là Đổi Thay, Sao Chưa Thấy Hội Âm, Hoa 10 Giờ, Hoa 10 Giờ, Nỗi Buồn Gác Trọ, Lạnh Trọ Đêm Mưa, Sao Em Vô Tình.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.